Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ mang đến anh chị và các bạn tham khảo về một chiếc xe thương hiệu hạng sang của nhà Mercedes-Benz. Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC sản xuất năm 2018. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu kem. Với màu kem thì được rất nhiều anh chị và các bạn yêu thích. Với mẫu này thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn đầy đủ các chức năng an toàn như cam 360, cảm biến trước sau, đèn chiếu sáng thông minh, rồi là có trang bị bộ mâm hợp kim AMG thể thao. Dàn lốp của chiếc xe là đết lốp đợt tuần thứ 40 2020, đã được thay mới một dàn rồi, với dạng lốp là lốp chống xịt anh chị nhé. Ở những cái phiên bản này nó sẽ không có trang bị lốp sơ cua mà chỉ trang bị là lốp chống xịt thôi. Đây là hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, cảnh báo vượt, rồi là bộ cam trong cam 360, có trang bị mở cửa thông minh keyless go 4 cánh cửa. Đuôi xe thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn các tính năng an toàn, cảm biến cam đùi, cốp điện với tiện nghi cốp điện, và hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe dạng led được thiết kế rất là tỉ mỉ trau chuốt. Với không gian khoang cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn một cái không gian rất là rộng rãi. Với cốp của chiếc xe này thì nó sẽ sử dụng cho anh chị và các bạn như là hệ thống cốp điện. Các đường led ở phía sau thì anh chị có thể thấy đường gân góc cạnh của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao, đảm bảo cho anh chị và các bạn yên tâm là xe không có bị đâm va, không bị ngập nước. Bao check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Với trang bị của chiếc xe này thì nó đã được trang bị như là bộ bóng hơi, kính 3 lớp, rồi là vành mới, loa boom. Đấy, những cái chi tiết anh chị có thể tham quan về cánh cửa ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe. Các thông số kính của chiếc xe thì nó vẫn là liền đời. Đết kính là 2017 anh chị nhé. Đấy, cuối năm 2017, đầu 2018 thì nó ra phiên bản kính 3 lớp. Đấy, rồi là những cái chi tiết đây là những cái phần bậc lên xuống của chiếc xe, có những trang bị cho anh chị và các bạn là bậc cứng này. Ghế ngồi của chiếc xe thì nó có đục lỗ thông hơi, và những cái chi tiết chất lượng ghế ngồi, xin lỗi chị các bạn là ghế nó không có đục lỗ đâu ạ. Nó có trang bị cho anh chị và các bạn bộ ghế da cao cấp mềm, mang lại cái sự thoải mái cho anh chị và các bạn khi ngồi. Về bệ thì tay của chiếc xe thì nó sẽ có tích hợp phần để cốc này, cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời được trang bị hai cửa sổ trời. Khi anh chị và các bạn mở ra thì cái không gian bên trong nó rất là thoáng đãng. Các đường nét về keo chỉ, đinh tán, ốc arc thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo và độ nguyên bản cao. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian khoang hành khách của chiếc xe, rồi thì mình sẽ đến khoang lái của chiếc xe anh chị nhé. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn những phần như là ghế ngồi chỉnh điện, có nhớ ghế 3 vị trí, bên lái, bên phụ đều được trang bị đầy đủ, có bơm hơi lưng. Và những cái phần con ốc bản lề cột kèo của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể theo dõi. Các đường nét keo chỉ, ốc arc của chiếc xe thì luôn đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe thì em vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn 50-70% giá trị xe. Tùy theo nhu cầu vay của anh chị và các bạn thì có thể liên hệ em để em có thể gửi bảng kê chi tiết cụ thể cho các bác. Với vô lăng của chiếc xe thì nó được trang bị là dạng vô lăng 3 chấu tích hợp, có cần số sau vô lăng. Với hộp số của chiếc xe nó sử dụng là hộp số 9 cấp 9 G-tronic. Rồi là hệ thống điều hòa có trang bị điều hòa thông minh, thêm Matronic cho anh chị và các bạn một cái không khí ở bên trong xe nó sẽ đảm bảo sức khỏe cho người ngồi trên xe. Đấy, những cái chi tiết tính năng an toàn tiện nghi của nó rất là nhiều, trong video thì em cũng không kể hết được. Anh chị và các bạn hãy qua trực tiếp bên đơn vị để mình có thể lái thử trực tiếp về chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC sản xuất năm 2018. Với khối động cơ của chiếc xe thì nó cũng cực kỳ mạnh mẽ, mang lại cảm giác đạp ga, dính lưng, cũng như là hệ dẫn động 4MATIC chứ danh của nhà Mercedes-Benz, giúp anh chị và các bạn có thể di chuyển các cung đường đầm lầy hoặc là các đường khó một cách dễ dàng nhờ hệ dẫn động 4MATIC. Với mức giá bán của chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2018, hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 1 tỷ 190 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin cụ thể hơn,
hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể giải đáp và mang đến cho anh chị và các bạn thông tin chính xác về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết clip. Anh chị và các bạn có thể là ủng hộ em một like, một đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật sớm nhất trên kênh Mua Bán Xe Cũ. Ngoài ra thì các bác có thể góp ý giúp em những cái gì chưa được để em có thể hoàn thiện hơn, mang đến nội dung đầy đủ hơn cho mọi người ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.